Nga-Ukraine ngừng bắn một ngày để thúc đẩy hoạt động sơ tán. Giá xăng dầu tăng kỷ lục đe dọa sự ổn định kinh tế. Các nhà khoa học nhận định thời điểm có thể cởi bỏ khẩu trang. Thưa quý vị, Ukraine và Nga đã nhất trí lệnh ngừng bắn kéo dài từ 9 giờ đến 21 giờ ngày hôm nay, mùng 9 tháng 3, tại một loạt hành lang sơ tán dân thường. Cũng trong ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này muốn bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine thông qua đàm phán. Nga cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn 6 khu vực xung quanh thủ đô Kiev để sơ tán người dân. Hơn 5.000 người ở thành phố Sumy nằm cách thủ đô Kiev 350 km về phía đông đã được sơ tán. Thành phố này có 250.000 dân nằm gần biên giới với Nga. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết nước này sẽ cố gắng sơ tán dân thường thông qua 6 hành lang nhân đạo này. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, ông Filippo Grandi, số người sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này hiện có thể đã lên tới 2,1 đến 2,2 triệu người. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa phê duyệt gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để tài trợ chi tiêu và củng cố cán cân thanh toán. IMF cũng cảnh báo những tác động kinh tế toàn cầu do căng thẳng Nga-Ukraine sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu xung đột leo thang. Ukraine đang tìm kiếm tài trợ từ các đồng minh và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ nền kinh tế nước này. Quốc hội Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận phân bổ 13,6 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Ngoài ra, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary đã đạt được thỏa thuận về việc sẽ lập kế hoạch Marshall để tái thiết Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này. Liên minh châu Âu-EU vừa nhất trí bổ sung một số quan chức và những người có ảnh hưởng tại Nga vào danh sách trừng phạt, siết chặt các quy định về chuyển tiền điện tử và nhắm tới lĩnh vực hàng hải của nước này. 27 nước thành viên EU nhất trí siết chặt các quy định về chuyển tiền điện tử nhằm ngăn chặn những cá nhân và công ty Nga sử dụng các hệ thống mã hóa kỹ thuật số để né tránh các biện pháp trừng phạt của EU. Khối này cũng bổ sung danh sách các công nghệ bị cấm xuất khẩu tới Nga và đưa 3 ngân hàng Belarus ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Về phần mình, Nga gọi các biện pháp trừng phạt của phương Tây là thiếu thân thiện và phản ứng mạnh mẽ với những quyết định này. Trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 3 tại thị trường hối đoái Moscow, giá đồng rúp đã giảm hơn 10% so với mức chốt phiên giao dịch ngày 4 tháng 3, ở mức 1 đô la Mỹ đổi được 117,2 rúp. So với đồng euro, đồng rúp mất hơn 1% giá trị, xuống còn 1 euro đổi được 120,3 rúp. Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng liên quan tới vấn đề Ukraine leo thang đúng thời điểm kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch. Do đó, nó có thể gây ra những rủi ro đáng kể đối với thế giới. Có thể nhận thấy rõ nhất những tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng hiện nay qua cơn bão giá trên thị trường dầu mỏ. Giá xăng dầu tăng kỷ lục được dự báo sẽ đe dọa sự ổn định của nền kinh tế thế giới. Giá xăng dầu tại Mỹ đã lên cao kỷ lục, vượt ngưỡng 4 đô la Mỹ một gallon, tương đương với 3,78 lít. Mức tăng được đánh giá có thể đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao, khiến cho cuộc sống của những người dân Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Tình hình đang rất tệ, giá xăng vẫn không ngừng tăng lên. Cứ 2 ngày tôi lại mất 20 đô la tiền xăng. Xăng vẫn tiếp tục tăng giá mỗi ngày, kéo theo giá cả các mặt hàng khác cũng tăng chóng mặt. Trong khi đó công việc thì trì trệ, điều này đang ảnh hưởng đến nguồn tài chính của tôi. Nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Ngay trong ngày 8 tháng 3, giá xăng dầu tiếp tục vọt lên nữa sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố cấm nhập khẩu các loại dầu thô, một số sản phẩm dầu khí và than của Nga. Theo số liệu năm 2021, khoảng 8% dầu thô và các sản phẩm hóa dầu của Mỹ là nhập khẩu từ Nga. Trước đó, giá xăng dầu đã tăng cao trong vài tháng trở lại đây, bởi nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Mỹ nói riêng đang bắt đầu quá trình phục hồi sau khi đại dịch thoái lui.
các công ty hóa dầu mà hơn 2 năm qua phải cắt giảm sản lượng sản xuất do các nền kinh tế phải đóng cửa vẫn chưa thể trở lại sản xuất ở mức như trước khi đại dịch xảy ra. Sự leo thang của giá dầu khiến cho giá cả nhiều mặt hàng tăng chóng mặt, đồng thời có nguy cơ tạo ra cú sốc lạm phát. Với mức giá khí đốt tự nhiên đã lên tới mức cao nhất từ trước tới nay, chi phí năng lượng tăng cao dự báo sẽ khiến lạm phát ở mức trên 7% ở cả hai bờ Đại Tây Dương trong những tháng tới và tác động rõ rệt tới sức mua của các hộ gia đình. Lạm phát tăng vọt đã đặt ra nhiều vấn đề đối với các ngân hàng trung ương về việc có nên tăng lãi suất hay không và tăng đến mức nào khi các nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế để chống đại dịch COVID-19. Giá dầu tăng cao cũng sẽ làm chậm lại đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các tính toán sơ bộ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho thấy, chiến tranh có thể khiến tốc độ tăng trưởng của khu vực đồng euro giảm 0,3 đến 0,4 điểm phần trăm trong năm nay, thậm chí có thể là 1 điểm phần trăm nếu tình hình xấu hơn. Ở Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Fed ước tính giá dầu tăng thêm $10 một thùng sẽ làm tốc độ tăng trưởng giảm 0,1 điểm phần trăm, mặc dù các nhà dự báo tư nhân cho rằng tác động này sẽ nhẹ hơn. Do tác động của lạm phát khá lớn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cần phải nâng các tỷ lệ lãi suất. Điều này sẽ làm gia tăng sức ép đối với những người đi vay. Với việc chiến sự vẫn tiếp diễn tại Ukraine, thì giá xăng dầu sẽ còn tăng cao nữa trong thời gian tới, và còn quá sớm để dự báo mức độ thiệt hại của kinh tế toàn cầu. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng, đà phục hồi vừa khởi sắc sẽ bị kéo lùi. Căng thẳng càng kéo dài, rủi ro sẽ càng cao, tổn thất càng lớn và ảnh hưởng đến mọi thành viên trong hệ thống kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh các nền kinh tế vẫn còn đang vất vả khắc phục những hậu quả từ đại dịch COVID-19. Quý vị đang theo dõi bản tin GMT Cộng 7. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn đáng chú ý. Các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện nghiên cứu đánh giá về lợi ích của việc đeo khẩu trang trong bối cảnh hơn 70% dân số nước này đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng việc đeo khẩu trang có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả ở các khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine khác nhau còn chưa rõ ràng. Do đó, người dân tiếp tục sử dụng khẩu trang khi tới địa điểm công cộng, đồng thời duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch thích hợp, ngay cả khi tình hình dịch bệnh đang giảm dần. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho rằng khoảng 93% dân số Mỹ sống ở các khu vực có tỷ lệ mắc COVID-19 ở mức thấp, đủ để người dân không cần phải đeo khẩu trang trong không gian kín. Tổ chức Y tế Thế giới ra tuyên bố cho biết WHO ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiêm phòng bệnh bao gồm mũi tăng cường đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ bệnh trở nặng. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tiêm mũi vaccine tăng cường bằng các vaccine đã được cấp phép giúp khôi phục miễn dịch vốn giảm dần sau các mũi tiêm cơ bản, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. WHO cũng lưu ý rằng các vaccine cần phải được nâng cấp. Chính phủ Áo đình chỉ luật bắt buộc tất cả những người trưởng thành phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 chỉ một tháng sau khi trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu áp dụng quy định nghiêm ngặt này. Luật có hiệu lực từ tháng 2 vừa qua, áp dụng với tất cả người lớn, trừ phụ nữ mang thai và những người được miễn trừ vì lý do y tế. Theo đó, từ giữa tháng 3, những người không tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể bị phạt đến 3.600 euro, tức là gần 4.000 đô la Mỹ. Ngày càng nhiều người tại Áo kêu gọi chính quyền xem xét lại luật này, đặc biệt khi chính phủ vừa dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp hạn chế để phòng dịch trong những tuần gần đây. Tính đến ngày 8 tháng 3, Áo ghi nhận gần 3 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 15.000 ca tử vong kể từ đầu dịch. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.